câu lạc bộ Việt Theo. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ chủ nhà. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào vào thời điểm này cũng sẽ phải trả giá. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng vào của Khắc Ngọc và phòng ngự của Hoàng Gia Lai đã mắc sai lầm. Họ bộc lộ rõ sự mất tập trung. Bóng không chạm vào một ai cả trước khi đi vào khung thành của Bỉu Ngọc. Quả đá phạt của Hồ Khắc Ngọc. Bóng đi thẳng với khung thành Bỉu Ngọc. Rất nguy hiểm, vẫn còn. Bruno. Bruno là người đã nâng tỷ số lên 2-0. Và đó là sai lầm của thủ môn Bỉu Ngọc. Thủ môn của đội khách đã không thể làm chủ được tình hình. Và Bruno với màn ăn mừng vừa rồi cũng có thể hiểu rằng là gia đình của anh đang có thêm một tin vui. Venasio 3-1 cho các cầu thủ Việt Theo. Và đó là bàn thua thứ 19 của anh Gia Lai ở mùa giải này. Việt Theo đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới của anh Gia Lai bằng với số bàn thắng mà họ đã có được. Lại là một pha bóng khá đơn giản. Pha ra chân cực nhanh. Bruno và thủ môn Bỉu Ngọc. Bruno rất đơn giản và tỷ số là 4-1 cho câu lạc bộ Việt Theo. Đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang có một màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống mà Bruno đã đánh lừa được thủ môn Bỉu Ngọc. Bước chạy đà của Bruno. Bruno! Bàn thắng dành cho Viettel. Đội khách vươn lên dẫn 1-0. Bruno rõ ràng là đang có được một bước chuẩn bị rất tốt cho giai đoạn 2 này với phong độ ghi bàn ổn định. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt 11m của Bruno. Cú đá vào chính giữa khung thành. Vâng, Nguyễn Ngọc Hải rất nguy hiểm, đã có một tình huống va chạm và sẽ có quả đá phạt 11m dành cho đội chủ nhà. Ở vòng đấu trước, Bùi Tiến Dũng là người đã mắc lỗi và khiến cho Viettel phải hứng chịu một quả đá phạt 11m. Còn lần này thì đội trưởng của câu lạc bộ Viettel mang về cho đội bóng của anh cơ hội để vươn lên dẫn trước. Pha phối hợp giữa hai trung vệ. Bruno đối đầu với Đức Cương và anh đã thành công. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Viettel. 15 phút thi đấu đã trôi qua. Bruno đưa đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng lên dẫn trước. Trọng Hoàng, Hoàng Đức có thể dứt điểm, vẫn không vượt qua được hậu vệ đối phương. Thêm một cú sút đá vào. 1-0. Trọng Đại là người ghi bàn và sự bùng nổ dành cho đội bóng áo đỏ. Bây giờ thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mới nở nụ cười một chút thôi. Bàn thắng cực kỳ quan trọng. Bàn thắng sẽ giúp Viettel tạm thời trở lại vị trí dẫn đầu. Hãy cùng xem lại pha phối hợp này. Hậu vệ của Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có thể ngăn cản được cú sút của Hoàng Đức. Nhưng cú đá nửa đẩy tiếp theo của Trọng Đại là không thể chê vào đâu được. Thêm một bàn thắng đẹp mắt nữa tại V-League năm nay. Rất hay. Viettel vươn lên dẫn trước 1-0. Venasio! Viettel đã có bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng đối với đội bóng của đội tuyển Trương Việt Hoàng. Ngay sau khi mà Bruno bị thổi phạt việt vị thì các cổ động viên của Viettel còn chưa hết sự tiếc nuối thì ngay lập tức Venasio đã ghi bàn giúp cho đội chủ nhà vượt lên. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng là như vậy. Gần như là ông không biểu hiện một trạng thái cảm xúc nào, ngay cả khi Viettel vừa có cho mình một bàn thắng vô cùng quan trọng. Một pha vỡ tấn công từ biên. Cú đá đập đất và khiến cho thủ môn Huỳnh Tấn Linh đứng chôn chân. Cuối cùng thì Viettel cũng đã thành công với những tính toán của họ. Đó là một pha chớp thời cơ cực nhanh của đội bóng áo đỏ. Chúng ta sẽ cùng xem lại lần nữa cú sút của Venasio. Trước đó thì Dương Văn Hào đã quan sát rất kỹ. Pha chạm bóng của Hoàng Đức về phía cột xa. Đánh đâu!
chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng có thể vươn tới ngôi vị vô địch ở mùa giải năm nay. Thì bây giờ họ đã ghi bàn từ một tình huống cố định. Bruno Cunha, một bàn thắng quá quan trọng, giải tỏa ra những áp lực về mặt tâm lý mà các cầu thủ Viettel phải đón nhận kể từ khi Hà Nội dẫn trước câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Một cú treo bóng về phía cột xa. An Bo Kyon là người đã không theo kèm nổi với Bruno.